Xin chào các bạn. Các bạn đang được xem cây ấu này các bạn này. Khi nuôi cá, chúng ta thường nghe nói tới cây ấu Thái. Nó nhỏ hơn, lá của nó xít sao hơn, nhìn khá là đẹp. Trước giờ chúng ta thường ăn củ ấu ta, củ ấu gai đó các bạn. Nhưng mà hầu như là nhiều bạn chưa thấy cái cây ấu đó luôn. Và mình thật may mắn khi được sở hữu khoảng mười mấy cây như thế này. Nó có củ luôn này các bạn này. Cái này á, mình thả vào trong hồ được 2 tuần thì rất bất ngờ khi thấy nó ra củ luôn. Đáng lẽ nó có một cái dây ngòng dài nó cắm xuống bùn luôn, nhưng mà tại vì mình thử trồng nó giống như là trồng bèo thử xem nó sống không, mình chỉ ngắt có mỗi cái khúc ngọn thôi, mình thả vô, vậy mà nó sống vẫn rất là tốt các bạn ạ. Có cây nó còn ra cả chồi mới nữa và nó ra củ các bạn ạ. Lúc mà mình mới thả vào như thế này này là chưa có củ đâu các bạn. Cái hồ này là hồ cá con, mình thả cá con. Mấy bữa nay trời lạnh rồi, cá nó bỏ ăn các bạn ạ. Mấy cái mùn mà các bạn mới thấy đó, nó bám đó. Đây mình lấy riêng ra cho các bạn dễ nhìn nè. Ở bên dưới của nó thì có màu tím tím. Và cái thân của cái lá đó, nó cũng phình ra gần giống như cây lục bình. Nhưng các bạn có thể thấy hình dáng thì rất là đẹp. Lá thì nó cứ ra rất là đều các bạn ạ. Cái này nó hơi lệch một chút xíu là tại vì có mấy lá nó bị sâu ăn nó, xong mình tỉa nó đi á, cho nên là nó lệch các bạn ạ. Chứ nếu mà để tự nhiên á là nó đều lắm, nó ra đều lắm, đẹp lắm các bạn. Và nó to hơn là cái ấu Thái, nó cũng đỡ bị thối lá hơn là ấu Thái các bạn ạ. Nhưng mà mình thấy thú vị nhất đó là lâu lâu lật lên kiếm cái quả của nó các bạn ạ. Thực ra chúng ta hay gọi là củ ấu, chứ đúng của nó là cái quả đó các bạn ạ. Cho nên mới có tình trạng là nhiều bạn ở cũng thích cây này lắm, nhưng mà không có biết ở đâu bán giống hết, cho nên là mới lấy cái quả đó đó, gọi là cái củ đó, người ta hay gọi là cái củ đó, xong về trồng thử xem làm sao. Và kết quả là nó thối, nó hư, nó đâu có lên đâu. Tại vì nó là cái quả, nếu muốn trồng cho nó lên á là phải lấy cái quả mà nó già, nó rụng xuống dưới bùn luôn rồi các bạn ạ. Rồi lấy cái củ đó, lấy cái quả đó, phơi nắng vài bữa rồi mới trồng thì từ từ nó mới nứt ra, nó mới lên cây mới. Chứ còn cái quả, cái củ mà người ta thu hoạch để người ta bán cho mình ăn đó, là nhiều khi đó, nó chưa có già đâu các bạn ạ. Cho nên là trồng nó chỉ thối thôi. Trời lạnh quá, cá nó bỏ ăn các bạn ơi. Cám Thái mà nó còn chê nữa các bạn ạ, không thèm ăn nữa. Thì mình thấy cái cây này á, ngoài việc để ở trong hồ để trang trí cho nó đẹp hồ ra, thì nó cũng giúp hút những cái chất dư thừa các bạn ạ. Tại vì cái cây này ngay cả khi là trồng ở ngoài ruộng, ngoài tự nhiên đó các bạn, thì người ta vẫn phải bón thêm phân. Tức là nó tiêu thụ một lượng lớn chất dinh dưỡng. Thì khi mà để trong hồ như vậy này, những cái chất dinh dưỡng nào mà hòa tan trong nước á, nó có thể hấp thu được á, thì nó sẽ hấp thu. Và cá con cũng có thể lẩn trốn ở giữa những cái cây bèo như thế, những cái cây ấu như thế này. Ngoài ra thì mình cũng thử tìm trên mạng á, nếu mà bạn nào mà muốn trồng cây này này, thì mình thấy hình như là trên mạng người ta cũng bắt đầu có bán cả cây lẫn cái củ giống rồi các bạn, cái quả giống rồi các bạn. Cho nên các bạn có thể tìm mua nhé. Mình chào tạm biệt các bạn.